Ok, xin chào tất cả một lần nữa nha. Tạm giờ vừa rồi Khải hơi bị lỗi, chúng ta xem lại sơ đồ như anh nha nè. Đây. À, vừa rồi là đang dính nẹt của anh Tùng á, Khải vừa out là ok. Bây giờ chúng ta cùng xem lại sách của Như Anh nha em. Như Anh là một trong những cái băng bỏng nha em ơi. Đây nè em à. Đó. Hiện tại đang sử dụng cho mình đó là một con bông tiêu. Đó. Bông tiêu cái này thì con bông tiêu ở server tầm trung á, thì những con mà không có vòng sáng thì nó có khoảng tầm 4 triệu, còn con này có vòng sáng thì thằng nghĩ con này chắc cũng giá trị của nó cũng tầm 7 8 triệu nè. Tại vì cái vòng sáng nó khá đẹp nè em à. Đó, cái vòng sáng thì phải vòng tròn bên đầu bên người Như Anh không? Đó. Rồi, đánh thử mình một set nhu tình anh em, làm tròn 40 từ gia chiên và một áo cực phẩm từ áo mắt ốp phần to, một ngọc bội phần thủ lý 23 và một cái nhẫn nhu tình nội công 23. Thì một set nhu tình này thì đỡ có thể kích được những trang bị mắt ốp như là chống phái đã có bỏng. Sau khi lên ngôi tăng trưởng môn cái bang thì đã được cho mình một cái bỏng đã có bỏng như nè. Đó, tốc 30, sát thương 35, sát thương 80% và 25 kháng hỏa và 25 kháng hỏa và hỏa sát nội công 200%. Đó, một cái bỏng khá đẹp. Bỏng này thời hạn cứ một tháng luôn nha nè. Thời gian đó cũng như cái ấn luôn. Thì đã ấn tín là năm sau khi lên ngôi tầng những môn cái bang thì được cho mình một cái ấn tín 9x một cấp bỏng hoặc là hướng rồng đều là một cấp nha nè. Rồi, tiếp tục những trang bị đồ xanh thì đang sử dụng mình một cái nón làm chậm 30. Phòng thủ lý 23, sinh lực lực khá đẹp nha nè. Nón này ở server chắc cũng chỉ giá hơn 2 triệu đó nè, không biết đâu nè. Những nón thủ lý làm chậm server hiếm nha. Ở bao tay kháng họ chón 15-40 thì bao tay này thì nghĩ cũng tương đối bình thường, cũng chưa có gì gọi là đẹp lắm, nhưng mà ở server cũng hơi hiếm, nhưng mà đỡ giá trị bao tay này Khải nghĩ cũng tương đối cũng vài trăm nghìn, cũng không rẻ đâu. Rồi một đai lưng cũng tương đối như vậy, đường cá là có cho mình thêm sinh lực cao hơn một chút 15-40. Thì hiện tại này đang có cho mình 80 chón nha anh em. Đó. Rồi với hướng làm chậm thì đai là 70 kèm với một nhẫn làm chậm 40 thì có cho mình 110 làm chậm nha anh em. Rồi một cái đôi giày kháng lôi 29 thì với ạc này thì pin sơ đồ này cũng khá chuẩn rồi nè em à. Mà hiện tại đang có cho mình thêm một cái mặt nạ kháng cả 10 đại nghiên sói ở tống kim, nằm ở top 10 đến top 1 sẽ có cái mặt nạ. Rồi kèm với một phiên phong kháng cả 10. Ác này tính ra thì cái băng bỏng mà thực sự khá là trâu nè. Anh em thấy không? Sở hữu mà kháng cả 10 nè, kháng cả 10 nè, kháng cả 5 nè. Đó, với lượng kháng cả này ở hướng cái bang này cực kỳ trâu nha nè. Rồi. Thì tính sơ qua set đồ này ở nói set nhu tình này thì Khải nghĩ hồi xưa cái áo này vị trị giá hơn 5 triệu nè. Hôm nay thì Khải nghĩ nó cũng server nó cũng rẻ thôi. Nên là áo này chắc cũng còn xuống nửa giá thôi. Đó. Còn bông tiêu này cũng vậy, bông tiêu này hồi xưa nó cũng khá là mắc anh em, tầm này cũng khá là rẻ, Khải nghĩ cũng tầm nếu mà đã mua hiện tại con ngựa này ít nhất phải gần 8 triệu, Khải nghĩ là gần 8 triệu con ngựa này có vòng sáng. Rồi tính sơ qua thì set đồ này thì tương đương khoảng áo nhu tình, set nhu tình với con ngựa này khoảng 10 triệu nè, nón này khoảng 2 triệu nữa, nói chung là set này cũng hơn 10 triệu nè, tổng thì set này Khải nghĩ chắc hơn 10 triệu, hơn 10 triệu Việt đồng so với hiện tại bây giờ, chưa tính cái ạc nha anh em, đó chỉ mới sơ đồ nha mọi người. Rồi anh em xem video đừng quên đổ lại cho cao thủ Như Anh, một trong những cái bàn tăng trưởng môn tháng 8 vừa rồi, một cao thủ khá xuất sắc đạt được cho mình cái ngôi vị khá cao của từng môn phái, đó là phái cái bang. Và không gì hơn xin chúc Như Hường như là tất cả anh em xem like xem video một buổi xem video vui vẻ anh em, đừng quên đổ lại cho một đăng ký kênh ủng hộ video Khải nha anh em ơi. Khải, anh em thích soi cao đồ cao thủ nào Khải sẽ tiếp tục soi cho anh em xem, và những Khải sẽ soi những cao thủ có giá trị cũng như là những cao thủ có thành tích tốt ở server cho anh em xem nhé. Ok anh em.